Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Thanh Quyền xin phép được cập nhật một cái thông tin cũng khá là nóng liên quan đến một vụ đại án két tiếp Việt Á. Một cựu giám đốc CDC tại Bình Dương đó vừa được gọi là miễn trách nhiệm hình sự, đã phát biểu cái cảm nghĩ của mình liên quan đến vụ đại án này. Bên cạnh đó thì cái thông tin ngày hôm nay bất ngờ Đinh Lan đã quay trở lại nhá hàng một cái thông tin trên kênh YouTube của mình, và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta được biết rồi, đó chính là đã trôi qua 15 ngày kể từ ngày Đinh Lan tuyên bố rằng sẽ có thông tin chính thức về tòa án nhân dân cấp cao liên quan vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với 44 YouTuber mà Đinh Lan đã làm đơn kháng cáo. Chúng ta thấy rằng sau khi tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án ngày 21 tháng 9 năm 2023 thì chỉ có riêng một mình chị Lan thôi. Mặc dù thì trước đó đó chúng ta thấy là có rất nhiều những cái cá nhân như là anh Hiển nè, chị Ni nè cũng rất là tích cực trong cái vấn đề gọi là khiếu nại về cái tư cách tham gia tố tụng. Bản thân anh Hiển thì trước khi tòa diễn ra đã gửi đơn đến tòa án nhân dân tối cao để yêu cầu xem xét lại cái tư cách của mình là về người có quyền lợi về một liên quan, chứ không được xem là bị hại đó cả nhà. Nhưng mà sau khi tòa tuyên án thì anh Hiển đã im lặng một cách bất ngờ. Còn với Hằng Ni thì chúng ta có thể hiểu được rằng nếu như mà thời điểm đó mà Hằng Ni vẫn còn ở ngoài đó, không bị tạm giam để mà điều tra đó cả nhà, thì có lẽ rằng chị Ni của chúng ta cũng sẽ gọi là giống như chị Lan, chưa có bỏ cuộc đâu. Chưa có bỏ cuộc đâu. Chỉ rằng là Hằng Ni ở trong trại tạm giam bị điều tra, hiện tại thì đang chờ truy tố thôi. Cho nên là chị Ni đó mới gọi là bỏ cuộc. Chứ mà Thanh Quyền đánh giá rằng nếu mà chị Ni còn ở ngoài đó cả nhà thì chị Ni cũng gọi là không sợ súng giống như là chị Lan này đó cả nhà, để mà tiếp tục cái kháng cáo ngày hôm nay mà thôi. Thì sáng nay Đinh Lan đã nói như thế này: chào ngày mới các bạn của Đinh Lan trên Zalo, Facebook và YouTube. Hôm nay 15 ngày rồi, hứa với các bạn thì Đinh Lan quay trở lại chào một lời với mọi người, ăn táo cùng Đinh Lan nha. Thì nội dung chỉ có đơn giản vậy thôi cả nhà. Cũng chưa nói về cái câu chuyện mà ngày hôm nay sẽ có thông tin gì, nhưng mà rõ ràng với cái tín hiệu này thì Đinh Lan đang nhá hàng đã có chú anh chị. Bởi vì mới sáng thôi thì có lẽ rằng cũng sẽ chưa có những cái thông tin, Đinh Lan chưa nhận được những cái giấy tờ, phía cái câu trả lời từ phía tòa án cấp cao. Cho nên là Đinh Lan nhá hàng ngày hôm nay, Đinh Lan sẽ bật mí ra cô chú anh chị. Với cái sự nhá hàng này thì chúng ta sẽ gọi là tiếp tục phải ngóng chờ chị Lan thôi, để xem rằng tòa án cấp cao để trả lời cho Đinh Lan như thế nào. Đinh Lan chia sẻ như thế này thì có lẽ rằng đó là một câu trả lời. Những ngày qua đó Đinh Lan gọi là im lặng là để chờ đợi kết quả, chứ không phải là Đinh Lan sợ gì, Đinh Lan bị gọi này kia đâu cả nhà. Nhưng mà với cái giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng sáng ngày hôm nay thì có thể hiểu được rằng chị Lan bây giờ khác xưa rồi. Không biết vì cái nguyên nhân gì đâu mà Đinh Lan lại nhẹ nhàng một cách bất ngờ như vậy, cô chú anh chị. Bây giờ Đinh Lan chỉ chờ kết quả thôi. Thanh Quyền thấy rằng đây là một cái tín hiệu cũng khá là tốt đó. Nhưng mà Đinh Lan mà cũng biết sợ nữa sao? Chắc có lẽ được nhắc nhở nhiều lần các vị. Ngày hôm trước thì Đinh Lan cũng đã thừa nhận rồi, mình cũng đã được công an Gò Vấp nhắc nhở mình là nên gọi là chờ đợi kết quả, giữ im lặng, đừng nên đưa những cái thông tin mà nó gọi là chưa chính xác, thậm chí là gây hoang mang, có thể nói là cầm còi chạy trước ô tô đó cả nhà. Mặc dù là cái kết quả thì cũng đã được xác định rồi, nhưng mà chúng ta phải chờ để Đinh Lan này làm được cái gì. Đặc biệt là cái vụ án của bà Đinh Chiên nó kết thúc, để cho có thể Đinh Lan có thể đi một cách nhẹ nhàng hơn từ phía gọi là BC02. Thanh Nguyên đánh giá rằng sau khi cái vụ án nó kết thúc thì sẽ là cái ngày định mệnh của chị Lan, sẽ phải gọi là trả giá cho những cái gì mình đã vu khống xuyên tạc bộ bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa cô chú anh chị, thì từ đây tới chiều có lẽ rằng thì về phía chị Lan của chúng ta sẽ có nhận được cái kết quả từ phía tòa án. Dù như thế nào thì cũng phải nên bình tĩnh nha chị Lan. Ngày hôm trước nghe cái lời chăn chối của chị Lan là chúng ta thấy là vô cùng lo lắng rồi, vô cùng lo lắng. Mà là một người, cái điều mà Thanh Quyền đấy lo lắng nhất là về những cái đứa con chị Lan thôi, còn bản thân chị Lan thì phải chấp nhận rồi, mình làm mình chịu thôi.
Thì rất là nhiều cái ý kiến của khán giả cho rằng là giống như thật sự mà bốn cái gã khốn nạn, bốn thằng đàn ông kia nó không có trách nhiệm gì cho bốn đứa con, mà bản thân của chị Lan đó xảy ra những cái bất trắc gì thì sẽ hướng những đứa trẻ đến những cái nơi tốt hơn, có thể nói như là thiền am bên bờ vũ trụ này, những cái chỗ mà nuôi nấng rồi dạy dỗ thành những thiên tài đó, những bậc thiên tài đó cả nhà. Nó những như là Hoàng Nguyên, Chức Nguyên, Nhị Nguyên rồi nè, Lê Tùng Vân nè, Cao Thị Cúc rồi đó, những bậc thiên tài lừa đảo. Thì khi mà hướng hướng con của chị Lan vào những cái nơi này thì sẽ một nơi phát triển cực kỳ tốt, cộng thêm cái đức tính và cái kỹ năng sống mà Đình Lan đã truyền thụ lại thì có lẽ rằng sẽ trở thành một bậc vĩ nhân nha cô chú anh chị. Cho nên là Đình Lan, chị Lan đừng lo lắng về những cái vấn đề này nữa, chị Lan cứ yên tâm phối hợp cùng với cơ quan chức năng nhà Đình Lan nhé. Thưa quý vị, thì tiếp tục một trong những cái sự việc đang nhận được cái sự quan tâm rất là lớn, đại án Việt Á. Một cựu giám đốc CDC Bình Dương, ông Nguyễn Thành Danh, đã chia sẻ cái nỗi niềm của mình sau khi được miễn trách nhiệm hình sự cả nhà. Trong vụ đại án liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á, cựu giám đốc CDC Bình Dương là một trong số ít bị cáo từ chối nhận tiền và là bị cáo duy nhất được tuyên miễn trách nhiệm hình sự vì dám nghĩ dám làm. Thì mới đây cựu giám đốc CDC Bình Dương đó đã chia sẻ những cái cảm xúc của mình như thế nào. Sau khi tòa tuyên án thì về phía báo Tuổi Trẻ Online liên lạc với ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Ông Danh suy nghĩ hồi lâu trước khi nhận lời chia sẻ riêng với báo Tuổi Trẻ. Ông có suy nghĩ cảm xúc như thế nào sau khi tòa tuyên án? Ông Nguyễn Thành Danh chia sẻ: thực sự khi tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự như vậy, tôi rất bất ngờ và rất vui mừng. Đó là cảm xúc của tôi hiện tại. Tôi cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, cũng như sự đồng cảm của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, hội đồng xét xử. Sau khi được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự, ông có kế hoạch gì cho thời gian sắp tới? Chưa đâu, bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra được gì hết. Tại vì mới quá mà. Ăn của tại ngoại Lưu Thiên Hương thì tôi thấy rằng một trong nội sự phẫn nộ sau đó mới về nhà, gọi là khán giả các con của tôi đồng mạng nghe tuyên án mừng độ quá ra thân với những cái comment các cháu nói mong đợi đi du lịch thời gian giám đốc của Nhật Bình thời gian qua tôi không được đi đâu, thế này thì có lẽ dịp này gia đình đi tham quan Hà Nội đồng nghiệp đồng vị gọi là ra tay cảm nhận như thế nào về sự chia sẻ của các đồng nghiệp cũng như mọi người xung quanh khi bị khởi tố liên quan đến chị Lưu Thiên Hương. Khi dịch xảy ra thì cả hệ thống bị ném như thế này, phải học sinh tôi cũng được còn như may mắn ở trong ban chỉ đạo của tỉnh và được nhìn thấy sự quả từ ban giám đốc của các anh ở tỉnh cho một cách gọi là sau khi sự cố xảy ra tôi cũng được các anh đồng cảm chia sẻ hỗ trợ kể cả một anh em đồng nghiệp mắc từ giai đoạn chống dịch cái người trong nhiều ban ngành hỗ trợ cho mình cho rằng là ra cộng đồng người dân cũng chỉ năm giây thôi với mình vậy là không thông cảm nguyên thấu hiểu cho mình trong hoàn cảnh này dịch như vậy chị ưu tú vẫn mang tập bây giờ nghe thôi mang hết nghe thấy cái danh nghệ sĩ ưu tú nghe người dân ghê quá cô chú anh chị. Cái chị ưu tú đó cái giai đoạn dịch Covid 19 Bình Dương là một trong những địa bàn nghe cả nhà nhất cả nước nhiều người là nơi bà con một các trong nơi nhập cư đến bảo trụ xin xong đồ các ông biết và CDC Bình Dương đã giải toán bài giảng dạy làm ảnh hưởng chống dịch gọi là nhập khi đó như thế nào. Trời ơi sao mà hung hăng quá vậy. Như anh đã biết là dịch bệnh Covid 19 cái gì ra trên toàn thế giới chưa có tiền lệ quyết do đó khi Bình Dương xuất hiện dịch do đặc thù là tỉnh công nghiệp nghệ sĩ có khu công nghiệp xen lẫn khu dân cư mình đó nên dịch lây lan rất nhanh trên diện rộng nha tỷ lệ mắc của Bình Dương cao hơn cả của thành phố Hồ Chí Minh một cách gọi là nhưng phải nói cái tâm huyết vậy quyết liệt trong ban chỉ đạo tỉnh là ngăn chặn dịch để ổn định đời sống chia sẻ với chị Lưu Ly Hương tính mạng cho nhân dân phía cơ quan chức năng có thẩm quyền tỷ lệ nhiễm bệnh Covid 19 cao nghiêm tỷ lệ bệnh nhân quá buồn Bình Dương chỉ bằng 1/4 của thành phố Hồ Chí Minh người thời điểm đó ông Sắc Nghỉ Hưu thậm chí là chấp nhận các anh chấp thuận với lời vận động của lãnh đạo tỉnh đặc biệt là cái danh chống dịch nghệ sĩ đúng ra là tháng 10/2021 tôi đã về hưu thì rõ ràng bình thường là lúc đó tôi đã được nghỉ rồi một con nhưng sau dịch nên mấy anh vận động ở lại để giúp đơn vị sẽ cùng chờ tôi làm việc tới một tháng một của từ năm 2022 cho thấy cái chế độ đã cộng thêm 3 tháng tăng kể cả tuy nhiên thì ông Danh bị khởi tố vào ngày 31/12 rằng là tức là ngay trước ngày ông được nghỉ hưu cùng rồi
bản thân luôn. Tại tòa thì ông đã khai vì bảo vệ nhiều lần là ông bảo vệ không nhận tiền của việc cá khi công ty này dự định chi cô ấy thì cho rằng là hoa hồng cho ông. Suy nghĩ thế nào lúc đó dẫn đến quyết định của ông là không cần tiền là như thế? Tôi làm vì công việc, chúng ta chờ xem về phía mình vì công việc giám đốc mà. Còn trong khi dịch giả như vậy, anh em ai cũng phải tham gia chống dịch hết. Sẽ mình cầm tiền là sai. Cho nên tiền và quà tôi cũng từ chối hết. Tôi không nhận. Thế nào? Tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là phục vụ nhân dân. Làm sao để dịch bệnh chống đặc biệt để hoạt động xã hội trở lại bình thường, cuộc sống của người dân ổn định, sức khỏe của người dân được tốt, là tính mạng của người dân được đảm bảo. Thành phố Hồ Chí Minh nha. Dư luận đã quan tâm các cái dân được tuyên miễn trách nhiệm hình sự trong thời gian qua. Chắc cũng có những lúc ông tâm tư nói chia sẻ đã ngán ngủ thì ông có gửi gắm gì tin mà mọi người và Nguyễn Phương Hằng hiểu thêm câu chuyện của mình thì chúng ta phải chờ. Tôi cũng không giỏi về nói một hai ngày, nhưng tôi là bác sĩ mà chính thức trong chức năng nhiệm vụ mình thì làm hết sức để phục vụ người dân cao thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là đủ quyết định thế nào? Chủ trương của Đảng nhà nước từ xưa giờ vẫn còn những cái thông tin mà nghĩ rắn đầu em thấy là có lẽ là câu chuyện của tôi đã được chứng minh Đảng Tết này và nhà nước được ăn xá thực hiện đúng chủ trương đưa ra. Nghe nói là tức là anh làm mà anh không lời không biết lời cô chú Đảng và nhà nước đâu. Cá nhân em vẫn chưa có cái tin tức là từ các bạn là một trong những người thông tin gì liên quan đến việc ăn xá bị khởi tố liên quan đến vụ ăn việc cá, rằng đó cũng là một người duy nhất rất nhiều miễn trách nhiệm hình sự của rất nhiều để chúng ta vừa nghe xong Phương Nga thì mong muốn cái bài phát biểu cảm xúc được hay không Nguyễn Thành Danh là mà lại làm giám đốc CDC Bình Dương tin tưởng nhất. Còn lại thì bông tháng thương vẫn đang ở lại Hà Nội với gia đình của mình chờ đợi thôi để mình đi tham quan trở về trong dịp lễ thì Tết còn này, những cái nhân vật còn lại ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe khẳng định để khiến cho số những cái chị Lan đó liên quan đến chị Lan chúng ta sẽ gọi là bớt ngay cái thời dịch nha. Dạo này cũng không có những thông tin mà mình nghe mình cảm thấy nhưng mà xúc để xem rằng hai ngày những bị cáo này sẽ trả lời thời mà dân hâm mộ của chúng ta là phải bị chối che tòa. Rồi đó là cái nội dung mà trong phòng chia sẻ gửi đến vì trong không biết là khi nào đến được mình rất là nhiều chúng ta cũng không biết khi nào là ra ma mình ném điện thoại thì nó sẽ đi về đâu cái kết cục của nhìn những cái tiếng còi hú ưu tú các chị ưu tú nhà mà kiểu đi cấp cứu ngoài đường tin mới em sẽ gửi trong lòng những người đến cái vị xin kính chào không biết nó xuất phát từ đâu từ nơi nào và cứ còi hú thì lúc nào cũng liên tục. Tại thời điểm đó thì Thanh Quyền đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ở trong nhà suốt thôi. Và khi mà nghe cái thông tin liên quan đến vụ án kết tiết này cả nhà thì có lẽ rằng rất là nhiều người cũng đồng cảm với em lúc đó vô cùng tức tối phẫn nộ thưa các vị. Và thậm chí là khi mà nghe là có những bị cáo trong vụ đại án Việt Á này đó họ nhắn tin trong cái group Zalo đó cô chú anh chị là họ nói rằng là phải rủ nhau đi làm căn cước công dân lại bởi vì họ sợ là đếm tiền nhiều quá rồi là mất hết dấu vân tay. Họ là nhắn tin trong nhóm group Zalo với nhau để mà bàn bạc là như vậy. Thì chúng ta có thể thấy rằng là với cái những cái thông tin liên quan đến cái vụ án này khiến cho người dân họ cảm thấy phẫn nộ một cách vô cùng. Thì mong rằng về phía cơ quan chức năng Đảng và nhà nước họ sẽ có những cái gọi là chế tài một cách nghiêm minh, có những cái bản án nó phù hợp để cho nguôi lòng dân thưa quý vị. Em không biết rằng quý vị đánh giá thế nào về cái bài phát biểu mới nhất của cụ giám đốc CDC Bình Dương ông Nguyễn Thành Danh là người duy nhất vào thời điểm hiện tại được miễn trách nhiệm hình sự. Mọi ý kiến đóng góp rằng quý vị để lại cho phần video. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng tràm U Minh 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1 từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn. 1 ký là 1.500.000 miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800.000
một ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.